Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món cháo dinh dưỡng dành cho bé. Đó là mình sẽ nấu cháo ếch với bí đỏ cho bé nhà mình ăn dặm. Hôm nay thì bé nhà mình đã 8 tháng, hơn 8 tháng một chút. Ở đây nguyên liệu để mình làm món cháo ếch nấu với bí đỏ, đó là mình chuẩn bị một con ếch khoảng 200g, hai miếng bí đỏ nhỏ khoảng 5cm, một chút hành tím và cháo mình đã nấu sẵn, cháo đặc. Để nấu món cháo ếch này dành cho bé, thì mình có thể nấu theo hai cách. Nếu đối với các bé mà đang còn nhỏ mà mình cần bằm nhuyễn hoặc là xay nhuyễn thịt thì các mẹ có thể mình luộc ếch lên, mình luộc với ếch với một chút xíu mình rửa sạch. Cái này ếch này mình đã sơ chế sạch, mình bỏ hết cái phần ruột ếch, phần da và phần đầu. Mình sẽ luộc và mình cho một chút chút xíu gừng vào nhé, để khử cái mùi tanh của ếch nhé. Mình luộc xong thì mình sẽ gỡ lấy cái phần thịt, mình không lấy phần gân và phần xương, nó sẽ bị cứng, và mình băm nhuyễn. Và sau đó thì mình sẽ phi thơm cùng với một chút xíu hành tím. Bí đỏ thì mình sẽ bào nhỏ hoặc là mình băm nhuyễn cũng được. Mình nấu chung với cháo. Sau đó thì mình sẽ trộn thịt ếch vào. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện. Còn đối với bé là các bé lớn hơn khoảng trên 1 tuổi, khi các bé đã ăn thô được thì các mẹ có thể làm theo cách, đó là mình sẽ lọc lấy cái phần thịt ếch ở phần đùi. Thì mình xong, sau đó thì mình sẽ bằm và mình phi thịt ếch lên cùng với hành tím. Mình không cần luộc nữa, vì khi đó thì các bé đã ăn được. Mình không sợ các bé hóc, nếu mà cái thịt ếch của mình nó có vón cục lại thì các bé cũng có thể nhai và nuốt được. Còn ở đây thì bé nhà mình đang còn chưa có khả năng nhai tốt. Các bé cũng đã ăn được cháo hạt, nhưng mà về thịt thì đã ăn đang còn chưa có biết nhai nhiều, nên là mình vẫn phải làm rất là kỹ. Cháo thì mình đã nấu sẵn, bây giờ thì mình sẽ đi luộc ếch nhé. Đây là nước dùng mình để luộc ếch. Mình đã cho vào, mình thái khoảng 3-4 lát gừng để cho khử cái mùi tanh. Mình sẽ đun sôi và mình cho ếch vào để mình luộc nhé. Trong khi thời gian mình chờ luộc ếch thì mình sẽ bào cái phần bí đỏ của mình nhé, để lát nữa mình nấu cùng với cháo. Lát nữa thì mình sẽ lấy cái phần nước để luộc ếch để mình nấu cháo luôn nhé. Cái cháo của mình đã nấu sẵn rồi, nhưng mà mình sẽ lấy cái phần nước luộc ếch để mình nấu bí đỏ và cháo luôn. Mình bào bí đỏ qua này. Cháo ếch này thì mình có thể nấu với cà rốt, nấu với rau mùng tơi, bí đỏ hoặc là rau cải. Cũng có thể nấu với đậu xanh, cũng rất là ngon. Sau khi mà mình đã luộc xong ếch thì bây giờ mình sẽ gỡ lấy cái phần thịt của ếch nhé. Mình gỡ lấy phần thịt và mình mang đi băm nhuyễn nhé. Sau khi mình đã gỡ xong thịt ếch thì bây giờ mình sẽ mang đi bằm. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình nấu cháo nhé. Đây là cái nước mà lúc nãy mình luộc ếch. Mình sẽ vớt bỏ đi cái phần mấy cái lát gừng mà mình luộc cùng với ếch. Và mình sẽ cho cái phần bí đỏ mà mình đã bào sẵn vào trong cái nước này.
sẵn rồi nên là nó cũng rất là nhanh chín thôi. Mẹ nấu cho bí đỏ chín thì mình sẽ cho phần cháo bạc của mình vào nhé. Sau khi bí đỏ của mình nó sôi lên nó cũng chín rồi, mình sẽ cho cái phần cháo của mình vào nhé. Đây là cái phần cháo bạc nên là mình cho vào, các mẹ nhớ là mình lấy cái muỗng này này, mình tán nhuyễn rồi nhé. Mình quấy cho nó đều lên thì nó sẽ tự nó nhuyễn rồi thôi. Ở phần đầu thì mình có nói là mình sẽ lấy cái phần thịt ếch để mình phi cùng với hành tím. Nhưng mà các mẹ cũng có thể là mình không cần phi cũng được nhé. Mình có hai cách là mình có thể dùng cái hành tím đó mình bằm nhuyễn ra, mình phi thơm cái hành tím lên và mình cho cái phần thịt ếch của mình đã bằm nhuyễn mình vào mình xào cùng. Nhưng mà làm theo cách đó thì nó sẽ thơm ngon, nhưng mà nó lại cứng hơn là mình bằm nhuyễn thịt ếch và mình cho trực tiếp vào cháo luôn nhé. Các mẹ có thể tùy vào cái khẩu vị của từng bé mà các mẹ làm phù hợp với các bé ăn nhé. Đây, mình tán nhuyễn cái cháo này ra. Sau khi cháo của mình đã nhuyễn ra như thế này rồi thì mình sẽ cho cái phần thịt ếch vào luôn nhé. Tay bé thì mình sẽ không phi hành nữa. Mình nấu sẵn thì là nấu như vậy thì nó rất là nhanh và mình dùng luôn cái nước dùng nước thịt ếch mình nấu cháo như thế này thì cháo nó sẽ ngọt. Vậy là mình đã vừa nấu xong một nồi cháo ếch nấu bí đỏ này cho bé. Cái này cũng chỉ được một chén. Lên một xíu nước mắm. Đây mình cho khoảng 3-4 giọt nước mắm này nhé. Rồi. Mình sẽ tắt bếp đi. Mình đã nấu xong rồi các mẹ ạ. Và mình sẽ cho vào đây dầu ăn dành cho bé. Bé nhà mình thì đang sử dụng dầu cá hồi. Các mẹ cũng có thể là cái dầu ăn này thì mình có thể mua đa dạng dầu ăn cho bé nhé. Dầu cá hồi, dầu ô liu, dầu gấc hay là một số loại dầu làm từ thực vật rất là tốt. Mình thì bé nhà mình thì mình cũng cứ ăn hết loại này thì mình sẽ mua loại khác mình đổi. Bé không bị ngán. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra chén để cho bé nhà mình ăn. Đây là một chén cháo ếch nấu với bí đỏ mà mình vừa nấu xong. Hy vọng là với thực đơn ếch nấu bí đỏ này thì các bé sẽ ăn ngon miệng và tăng cân tốt. Đây là món ăn rất tốt cho những bé mà còi xương và hay ra mồ hôi trộn. Các mẹ hãy cùng thực hiện để đa dạng và thực đơn ăn dặm cho bé nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các mẹ.